Xin chào toàn thể các quý vị đang theo dõi kênh của Luật Máy Cưa. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10. Chúng em lại xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích anh em nhé. Và dòng này nó là hàng Nhật bãi nội địa. Hôm nay là có rất là nhiều các thương hiệu mà cực kỳ nổi tiếng cho anh em luôn. Như kiểu Estin, Shindaiwa, Echo, như Tananka, Makita. Đấy, và trong video ngày hôm nay thì cả hàng chúng em thì có nói rõ thông số kỹ thuật, test nổ cây máy, báo giá và độ dài lam xích, độ dài và cân nặng của cây máy như thế nào anh em nhé. Nên là anh em vui lòng xem kỹ video giúp cả hai chúng em tua đi tua lại để xem cho nó cực kỳ chi tiết anh em nha. Đó, nếu mà anh em ưng ý thì anh em hãy nhấc máy lên và liên hệ cho cả hai chúng em để đặt hàng. Số điện thoại 0354392929. Đấy, hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ Q, Q1 nhá, Q2, Q3 cho tới Q10. Anh em mà xem ưng con nào thì chỉ cần anh em muốn đặt hàng con nào đúng không, thì anh em không cần phải nói tên hãng máy làm gì cả. Anh em chỉ cần ví dụ là anh muốn chốt con Q1 chẳng hạn, rồi con Q2 chẳng hạn, con Q3 chẳng hạn, thì cả chúng em biết ngay. Và cái tờ giấy em dán ở trên này đây, và biết ngay anh em muốn đặt con gì và đóng hàng gửi đi cho anh em, đúng máy anh em đặt hàng luôn. Hàng tới anh em được quyền kiểm tra, anh em được quyền kiểm tra luôn. Nếu mà anh em mà tháo máy ra, anh em tháo thùng ra nhá, anh em kiểm tra cây máy đúng máy trên video, anh em nhận hàng và thanh toán cửa hàng chúng em thì không cần cọc cạch gì cả, không cần cọc trước này, như anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm đấy. Và tất cả loại giá mà em đã ghi ở trên này này, đây là giá thành của cây máy anh em nhé. Giá này thì đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em, tặng kèm phụ kiện và miễn phí ship bảo hành lên đến 6 tháng cho anh em nữa. Đấy, hàng tới anh em chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà em ghi ở trên này thôi, không cần phải mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả. Đấy, đầu tiên là con Q1. Con này là thương hiệu Makita này, dòng này nó là dòng hệ cưa tay cụt anh em nhá. Cực kỳ nhỏ nhẹ luôn. Con này thì cân nặng mà cả lam xích vào nữa thì nó khoảng tầm 3,5 kg thôi anh em nhá. Quá là nhỏ nhẹ luôn, tích hợp chụp giật trợ lực này, núm xăng phụ này, eo gió tự động này. Đấy. Đây, bóp này. Bóp qua tự nảy về. Đấy. Và đây là độ dài lam xích của cây máy nhá. Lam của nó thì nó râu được khoảng tầm 25 phần thôi, phần mặt cắt. Và độ dài thì khoảng 30 cm. Và đầu Latin nó là lam là đầu Latin luôn anh em nha, lam đầu Latin mũi nhọn. Con này thì để cho anh em mà về điều khắc cũng cực kỳ chất lượng luôn này anh em. Đấy, nếu mà anh em đang cần một chiếc máy cưa xích hàng Nhật bãi để về chuyên điều khắc nhá. Xích của con này nó là sử dụng xài xích chuột, xích rất là phổ thông rồi. Mua bán thì cực kỳ dễ dàng, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này anh em. Con này đầy đủ chức năng nhá, thắng xích, khóa xích này. Đấy, dòng cưa tay cụt cực kỳ nhỏ nhé. Nếu mà nhu cầu của anh em là về mà đã có một cái máy cưa to để ở nhà rồi đấy á, mà cần tìm một chiếc máy cưa nhỏ để hay leo trèo trên cao để cắt cành tỉa nhánh, cắt cành đồ linh tinh nhá, thì con này khá là phù hợp cho anh em. Đấy, cân nặng thì quá là nhẹ luôn. Đây, anh em nhìn đâu, nó cực kỳ nhẹ luôn. Đấy, quá nhẹ luôn, cân nặng khoảng 3,5 kg anh em nhá, 3,5 kg cả lam xích. Nó là máy cưa nhẹ nhất trong phân khúc rồi. Và dòng này là dòng hệ đế cao. Đấy, dòng Makita hệ đế cao anh em nhỉ. Đấy, chụp giật trợ lực cho anh em luôn. Công suất của con này là đường kính chai bít tông là 25 mm. Đường kính chai bít tông 25 mm nhá. Công suất của con này là 23cc. Cực kỳ nhỏ nhẹ cho anh em luôn. Còn nếu mà anh em có nhu cầu mà cần một chiếc máy cưa này thì phải chỉ báo cho em là con Q1, anh muốn đặt con Q1. Cả hai chúng em biết anh em muốn đặt con tay cụt này anh em nhé. Đó, công tác thì nó được thiết kế ngay ở phần trên này để cho anh em tiện tắt mở đây. Đấy, phần bên trên này là đổ xăng pha nhớt này anh em. Và bên dưới là đồ nhớt để bôi trơn làm xích anh em nhé. Đấy, nó có in rõ ràng ở đây rồi. Anh em chỉ cần về là đúng như thế anh em sử dụng thôi. Con Q2 nha. Con này là máy cưa tay dài. Con này là cưa tay dài nhá. Làm xích, nếu mà đầy đủ làm xích xăng cộ thì con này nó dao động tầm khoảng gần 4,5 kg. Đấy, gần 4,5 kg. Làm của nó là 40 cm. Phần mặt cắt là còn 35 cm. Xích sử dụng là xài xích chuột, xích rất là thông dụng, mua bán cực kỳ dễ dàng anh em. Và dòng này nó hệ cưa cực kỳ sử dụng nhiều ở Việt Nam anh em nha. Đó, hệ cưa Tananka này nên là linh kiện thay thế cũng như là mua bán thì cực kỳ dễ dàng cho anh em luôn.
giá là 1.950.000 đã miễn phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện rồi anh em nha. Đã bao gồm phí vận chuyển, tặng kèm phụ kiện và bảo hành lên đến 6 tháng cho anh em. Con này có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Đấy, anh em nhìn vào phần ốc này anh em. Ốc này còn sáng nguyên luôn anh em nhá. Bồ này tình trạng chưa có vết hàn gì gì cả. Con này khá đẹp luôn rồi. Đấy, dòng này đó là dòng cưa tay dài thì để cho anh em mà về chuyên xử lý những cái khúc gỗ hoặc là những cái cành cây, những cây ở dưới đất là chủ yếu anh em nhá, bởi vì cái này thì cầm được hai tay. Cầm hai tay thì nó sẽ tiện lợi hơn nếu mà anh em về sử dụng ở dưới đất nhiều. Thì nó cầm đi làm vườn làm rẫy đi ạ. Cầm một tay nắm ở đây, một tay nắm ở đây thì nó rất là thuận tiện anh em nhá. Và cầm cực kỳ nhàn hạ, không như cái con tay cụt này thì nó chỉ cầm được một tay thôi. Đôi khi thì rất là bí. Đấy. Dòng này nó là 33cc. 33cc đường kính trái bít tông là 37mm anh em nhá. 37mm. Đấy. Con núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Rồi, khi anh em nhận được hàng thì anh em bơm cho mấy cái cho nó lên xăng. Đóng eo lại đây. Kéo cái eo này ra, anh em giật cho em. Đó. Khi mà giật cái hai cái thôi, anh em đẩy ra vào, anh em giật thêm nữa, chốt này lại cho nó lại nổ. Dòng này thì nó chuyên rất là phổ thông rồi, để cho anh em về sử dụng cầm một chiếc máy cưa nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình hoặc là cầm đi làm vườn làm rẫy để cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh em nhá. Sử dụng gia đình là chủ yếu. Thì con này thì về cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm từ 20 đến 25cm đổ lại thì con này là cắt ok anh em nha. Đấy, nếu mà gỗ nhiều quá thì anh em cắt cho em làm 2 lần. Đấy, còn nếu mà cắt một phát ăn ngay thì nó chỉ tầm khoảng tầm 20 đến 25cm thôi. Dòng này thì nó ăn chấp cho anh em hàng Trung Quốc luôn. Hàng Trung Quốc với hàng Nhật nhà này, anh em sử dụng con này thì nó chấp luôn cái con hàng Trung Quốc. Mấy máy chắc thì con này đã hỏng được. Và linh kiện thì nó lại cực kỳ dễ dàng sửa chữa luôn. Đây, và tiếp tục là đến thương hiệu con Q3. Con này giá 1.900.000. Con này thì nó là nó cũng là cùng hệ với dòng Hitachi đấy ạ. Nhưng mà nó được cái tem nó được dán khác thôi. Còn nó là dòng Hitachi sản xuất luôn anh em nhé. Lam công suất của con này là 30cc. 30cc đường kính chai bít tông 37mm. Đó. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Đấy. Và xích của nó là xài xích mini. Xích này thì nó là xích rất là phổ thông ở trên thị trường, mua bán thì cực kỳ dễ dàng. Đấy, dòng này nó là hai ốc chân lam anh em nhá. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này. Nó cực kỳ chắc chắn để cho anh em về sử dụng mà có thể ráp lam ráp xích vào thì nó khá là chắc chắn. Ốc của nó đây, anh em nhìn đúng không ạ? Đó, phần ốc thì còn 7 màu cho anh em luôn nha. Bô của nó chưa có vết hàn gì cả. Máy móc thì liền mạch, không có tình trạng bể, không có tình trạng vỡ. Và dòng này nó là hệ đề cao, đến nữa anh em về sử dụng xong nhá, hỏng hóc gì mua bán linh kiện thay thế sửa chữa thì mua bán cực kỳ dễ dàng. Linh kiện hầu như là nó có sẵn hết cho anh em về sử dụng. Giá này cực kỳ hung nghị, giá 1.900.000 thì đã bao gồm phí vận chuyển này, tặng kèm phụ kiện và bảo hành lên đến 6 tháng cho anh em về sử dụng. Đấy, cũng con này cũng có thể cắt cho anh em các khúc gỗ mà đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Thì anh em con này thì cắt ok anh em nha. Nếu mà gỗ to quá thì cho anh em cắt làm khoảng 2 lần. Xăng không? Hết xăng mất rồi. Hết sạch xăng rồi anh em ạ. Để quên mất không đổ xăng vào. Nếu mà anh em có nhu cầu mà đặt con này thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo cho em, thì em sẽ gửi video test nổ con này riêng anh em nhé. Đấy, con này thì để vừa nãy quay video đang ấy mà bị hết xăng mất rồi. Vâng, qua con Q4. Đây, nếu mà anh em mà có kinh phí một tí xíu anh em nhé, thì con này nó là hệ máy cưa nòng đứng này, dòng Kyorit CS300. Đấy, con này hệ kỳ đời quá là cao rồi.
và máy thì cực kỳ mới và chất lượng cho anh em nhé. Đó. Con này thì vẫn là nhu cầu để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình thôi. Giá của nó là 2 triệu 400 ngàn. Và con này thì đã bao gồm phí vận chuyển và tăng kèm phụ kiện cho anh em rồi anh em nha. Đấy. Phần nòng bạc của nó đây anh em. Em nhìn đúng không ạ? Và con này bên trong thì cực kỳ mới cho anh em như thế nào. Hệ của nó này, con này thì nó là hệ thống giảm nhún lò xo cho anh em về sử dụng nha. Và có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Háo chân lam vận trực tiếp bằng khóa 13, thắng xích khóa xích thì sử dụng đầy đủ cho anh em này. Đấy, anh em thấy không ạ? Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nha. Và con này thì đời của nó lại có chụp giật trợ lực cho anh em. Lam của nó là 35 cm, phần mặt cắt là còn 30 cm. Xích của nó là xài xích chung 91. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Nếu mà anh em về mua bán ở trên thị trường nha, thì cái dòng xích này thì nó cực kỳ thông dụng luôn anh em nhé. Nó dùng chung với những cái xích của những cái con máy cưa điện ấy, thì hầu như ở chỗ nào nó cũng có bạc cả. Đấy, anh em nhiều. Tem mác hầu như còn chuẩn chỉ nhá. Mã số series của nó này 5800 5049. Về cho anh em cũng con này thì có thể cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25 cm đổ lại. Và nòng của nó là 38mm. Công suất của nó này là 30cc anh em nhé. Đấy, rất là thuận tiện. Và cái dòng này thì nó được thiết kế cái bộ chế hòa khí nó ở đây này. Thì đến nữa mà hỏng hóc hoặc là muốn sửa chữa gì hoặc là vệ sinh cái bộ chế hòa khí này nó rất là thuận tiện luôn. Tháo lắp thì cực kỳ dễ dàng. Đấy, cho anh em nhìn qua phần mặt tiền của nó nhá. Em thấy không ạ? Đó, quá ok luôn luôn nha. Rồi, bơm xăng lên cho anh em về sử dụng. Rồi, bóp ga tự đẩy về. Quá là ok rồi nè. Con này thì về cho anh em cân nặng của này nó tầm dao động khoảng tầm 5 kg anh em nhá. Và cái dòng này nó là đời siêu đời cao rồi. Mua bán linh kiện dễ dàng, sửa chữa cũng cực kỳ tiện lợi. Đấy. Quá đẹp luôn đúng không anh em? Đây phần ốc này anh em nhìn đúng không ạ? Ốc còn cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Giá 2 triệu 400 ngàn thôi. Quá là rẻ. Rồi qua con Q5 anh em. Con này là dòng máy cưa mang thương hiệu Shindaiwa, hiệu tem hai con rồng. Shindaiwa SD anh em nha. Máy móc này cho anh em tự thẩm luôn nha anh em nha. Đấy, có chất lượng không ạ? Dòng Shindaiwa thì này thì nó bền nhất trong phân khúc máy cưa Nhật bãi luôn rồi. Các bác ở bên Nhật thì có lẽ là cực kỳ ưa chuộng với cái dòng này luôn. Với cái dòng này này thì nó thay vì nó thiết kế bằng lốc nhựa như những con khác thì con này nó được thiết kế là lốc hợp kim nhôm. Tại sao mà em nói con này là nó chuyên về để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp là ở đây đấy ạ. Nếu mà nhu cầu mà anh em mà cần một chiếc máy cưa mà để chuyên sử dụng chuyên nghiệp anh em nhé, thì con này thì nó rất thích hợp cho anh em luôn. Bởi vì nó được tích hợp là lốc hợp kim nhôm thì nó chịu nhiệt tốt về nhu cầu anh em sử dụng cả ngày đấy ạ. Thì những cái lốc hợp kim nhôm nó mới có thể chịu tải được thôi. Đấy, còn những cái lốc nhựa thì sau khi mà một thời gian xài ép quá, tải quá thì cái phần nhựa nó sẽ bị cháy đi. Đấy, nó làm hỏng cái lốc anh em nhá. Đây, giá của nó là 2 triệu 550 ngàn. Đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho anh em. Đấy. Con này thì nòng của nó là 38mm, công suất của nó là 35cc. Lam của nó dài lên đến 35cm, phần mặt cắt là còn 30cm. Xích là xài xích chung 91. Đó. Đây anh em nhìn không ạ? Dòng K35 này. Model K35 công suất của nó là 35cc anh em nhé. Cho anh em nhìn con này xem thẩm nó quá đẹp không anh em. Đây phần lốc của nó đây. Lốc cực kỳ nhôm nha anh em nha, chứ không phải lốc nhựa nha. Đây Made in Japan. Máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản cho anh em luôn. Dòng này thì nó nồi đồng cuôi đá luôn rồi. Nếu mà anh em để sử dụng mà về nhu cầu anh em sử dụng gia đình cũng con này thì quá VIP rồi. Không còn phải suy nghĩ lan tan gì nữa cả. Bởi vì cái dòng này thì nó chuyên về xài chuyên nghiệp mà, nên mà nếu mà nhu cầu anh em về xài gia đình thì con này thì cực kỳ bền cho anh em luôn. Về sử dụng thì chắc phải chấp cơ 3-4 con máy Trung Quốc thì con này thì nó mới hỏng được.
xài chán xài chê đấy ạ. Rồi giật tiết nổ cho anh em nghe nhá. Đó, con này thì nó là vòng tua cao, công suất khỏe, cân nặng thì tầm khoảng 5 kg đến 5,5 kg. 5 kg, 5,5 kg anh em nha. Con này thì nó về xài chuyên nghiệp luôn rồi. Về xài chuyên nghiệp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đổ lại. 30 cm đổ lại anh em nha. Rồi qua con Q6 cho anh em luôn này. Dòng này là dòng Kyurit, Echo Kyurit. Đấy, anh em nhìn xem con này thì sẽ có trên 90% không anh em. Tích hợp chụp giật trợ lực này và dòng này là hệ đế cao anh em nha. Hệ đế cao, công suất của này là 34cc, Kyurit 3201. Anh em nhìn xem, siêu cấp VIP Pro cho anh em luôn nha. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. E gió tự động luôn nha. Đây, kéo ra này, đẩy vào. Đấy, tự nảy lại. Em nhìn không ạ? Hai ốc chân lam trực tiếp bằng khóa 13. Và lam con này là 35cm, phần mặt cắt là còn 30cm. Xích ở xài xích chung 91, lam xích nguyên zin của nó luôn anh em nha. Như này, còn chữ nguyên, Kyurit. Con này tình trạng quá là đẹp luôn anh em. Những cái con này, những cái con mà máy đẹp như thế này, phần bô này anh em nhìn không ạ? Những con máy đẹp như thế này, thường thường và những cái ở chỗ khác thì nó sẽ cho vào làm sưu tầm. Nhưng mà cả chúng em thì thôi, cho vào lô cho anh em luôn. Bán giá thì cũng như mọi con khác rồi. Cũng đẹp xấu thì bán giá bằng thế. Thắng xích khóa xích đầy đủ chất lượng cho anh em nha. Chụp giật trợ lực đầy đủ này. Con này thì nó là chụp giật trợ lực này, nên là cái phần chụp giật nó có bầu ra một tí xíu. Đấy, chụp giật trợ lực thì nó giúp cho anh em về giật nó có phần nhẹ nhàng hơn. Công suất là 33cc, lọc gió là lọc gió giấy anh em nhá. Đây, tháo cho anh em xem này. Dòng này siêu chất lượng luôn, lọc gió không phải là lọc gió lưới như kiểu những cái con khác mà lọc gió, con này nó là do lọc gió giấy. Đấy, anh em nhìn qua bộ lọc gió này, bộ lọc gió giấy luôn nha, đoàn hoàng luôn nha. Nguyên zin nguyên bản luôn. Con này thì zin cam kết cho anh em zin 100% cho anh em về sử dụng luôn. Con này thì về cho anh em về xài gia đình hoặc là về sử dụng xài chuyên nghiệp. 34cc thì con này thì cắt được khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. 30cm đổ lại anh em nha. Và cân nặng con này thì nó tầm khoảng 5kg. 5kg cả lam xích. Sản xuất tại nhà máy Kyurit Code Made in Japan CSVE3201G. Đấy, dòng này nó là dòng nâng cấp của dòng Echo V3200. Đấy, con này thì nó là V3201, thì nó tích hợp cho anh em thêm cái chụp giật trợ lực. Anh em bơm xăng lên giúp cả chúng ta. Kéo ra. Rồi, bóc ra lại. Tích hợp chủ giật trợ lực nhá, rất là nhẹ nhàng. Đó, thấy không ạ? Kéo bay như vậy cái là nổ luôn. Máy móc thì cực kỳ đẹp, tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên anh em nha. Con này đẹp trên 90% cho anh em luôn rồi. Anh em nhanh tay thì báo cho em là con Q6 anh em nha. Máy móc khá là VIP cho anh em luôn, siêu cấp VIP Pro.
Rồi qua con Q7 cho anh em đây, dòng Shindaiwa, lại tiếp tục một chiếc máy cơ Shindaiwa. Dòng này là dòng Shindaiwa 360 anh em nha, chuyên về sử dụng khai thác này anh em, khai thác tầm trung. Dòng này nó là về nếu mà những nhu cầu anh em về sử dụng khai thác keo tràm là ok luôn này. Con này thì nó phải phân khúc của nó ngang như kiểu Estin 023, 021 đấy ạ. Đấy. Và giá con này thì có phần nhỉnh hơn cho anh em luôn. Rẻ, cực kỳ rẻ, 2 triệu 8 thôi. 2 triệu 8 cho anh em. Shindaiwa này, hiệu tem hai dòng Shindaiwa SD chai san. Shindaiwa anh em nha. Con này là dòng Shindaiwa 360. Shindaiwa 360 anh em nhá. Anh em nhìn đúng không ạ? Đây, Shindaiwa 360. Đó, lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt là còn 35 cm. Và xích thì cả hàng chúng em đã lên cho anh em luôn một sợi xích mới rồi để cho anh em về sử dụng anh em nha. Đấy, xích này xích mới luôn nha. Đó, anh em nhìn đúng không ạ? Chưa hề xài luôn nhá. Đó, con này thì lốc hợp kim nhôm cho anh em luôn này, lốc hợp kim nhôm làm 40 cm, về chuyên để sử dụng khai thác keo, khai thác tràm này, nùi đồng cối đá cho anh em luôn, phân khúc hàng sử dụng khai thác tầm trung. Và con này thì vòng tua thì cực kỳ khỏe, độ bền thì cao đấy, cân nặng thì khoảng 5,5 kg, 5,5 kg chuyên về sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Nhìn anh em nhìn qua phần dây giật này. Đó, nhìn dây giật xem. Cực kỳ cao nhá, nòng hơi thì cực kỳ khỏe, dây giật thì còn nguyên zin của nó luôn. Anh em chị dây giật còn trắng phau luôn nhá. Đấy anh em chị dây giật không? Con này nhiều chỗ bỏ vào tủ kính để trưng bày chứ. Máy móc quá là đẹp luôn cho con này. Shindaiwa 360 anh em nha. Nòng của nó là 40 mm, công suất là 36cc, về chuyên để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung đấy ạ. Con Q8 đây là qua những ba con máy cưa Estin này. Đấy, kết thúc lô video là bằng ba con máy cưa Estin. Đầu tiên là một con máy cưa Estin 180, dòng này nó là dòng của Đức anh em nha, sản xuất hàng bãi Đức đấy ạ. Máy móc này anh em nhìn đúng không ạ? Đấy. Con này đời cao có xả áp ở đây nha, vào ốp lam tăng chỉnh xích nhanh. Lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt là còn 35 cm, xích là xài xích chung 91. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ. Nòng của nó là 38 mm, công suất của nó là 32 mấy cc, là 33 cc anh em nhá. Đấy. Con này thì về cho anh em sử dụng gia đình thôi, cắt gỗ cho anh em đường kính gỗ khoảng tầm 30 cm đầu lát. Đây cho anh em nhìn bên trong của nó nha. Cam kết nguyên zin nguyên bảo cho anh em 100%. Từ buji này, điện này, bình xăng con này. Anh em nhìn đúng không ạ? Máy móc quá là VIP luôn nhá. Đây, nguyên zin nguyên bản hết từ A tới Á cho anh em luôn. Đó. Đầy đủ hết anh em nha. Áo gió này, bên trong này, đầy đủ tem mác này, sập Estin hết. Con này cho anh em giá của nó là 3 củ khoai, bao gồm phí vận chuyển tặng kèm phụ kiện cho anh em đầy đủ. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ, về nhu cầu sử dụng gia đình, sản xuất 2002. Máy móc con này liền mạch, không có bể vỡ gì cả, không chụp giật trợ lực, và thay vào đó thì có xả áp anh em nhé. Đấy, không chụp giật trợ lực, thay vào đó có xả áp, giá 3 củ khoai cho anh em. Rồi, sẽ test nổ cho anh em. Mm-hmm.
tục là một con máy cưa Estin tiếp. Dòng này nó là dòng 170C anh em nhá. Và đời này thì nó là hệ có chụp giật trợ lực cho anh em. Chụp giật trợ lực máy móc này. Tình trạng xem cũng cực kỳ VIP luôn. Đáng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Áo chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 19 này. Đó, giá 3 củ 3,2 củ khoai. Ốc này anh em nhìn phần ốc không ạ? Con này thì đường kính chai bê tông 37mm, công suất của nó là 32cc anh em nhá. 32cc đây. Tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên này. Lam con này 35 phân, phần mặt cắt là còn 30. Xích là xài xích chung 91 anh em nhá. Giá 3,2 củ khoai. Con này thì cân nặng tầm khoảng 5kg cho anh em về sử dụng gia đình. Cắt cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Đó. Rồi, giật tên nổ cho anh em nghe luôn. Ai phần dây giật, anh em nhìn phần dây giật không? Đó, dây giật này quá chất lượng luôn nha. Con này đi cực kỳ đẹp luôn. Q9 giá 3,2 củ khoai anh em nha. Vâng, và cuối cùng trong video ngày hôm nay đây là một con máy cưa đến chuyên để sử dụng khai thác tầm trung nữa. Dòng này là dòng Estin 021. Nòng của nó là 40mm, công suất của nó là 40cc anh em nha. Giá của nó là 3,8 triệu. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Bên trong này, đấy, lọc gió này còn quá đẹp luôn nha. Máy móc cam kết là zin đét đẹp 100%. Anh em nhìn thấy linh kiện nào mà đã thay thế cửa hàng chúng em xin phép đền 10 lần tiền. Đó, xích đã lên xích mới cho anh em. Và theo máy là một cây lam đúc Latin luôn nha, chứ không phải là lam bánh xe. Đấy, xích là xài xích chung 91 và đã lên cho anh em luôn một sợi xích mới luôn rồi. Lam của nó là, con này là lam bao nhiêu đây? Lam hình như là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 19 này. Đấy, giá 3,8. Em nhìn thấy con này không ạ? Đó, con này thì nó chuyên về để sử dụng cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Về khai thác keo, khai thác tràm đấy ạ. Và một chiếc máy cưa mà vừa phải để cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30-40cm đổ lại anh em nhé. Đó, vâng, và vừa rồi chúng em đã giật test nổ 10 con máy cơ xích. Nếu mà anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nha. Vâng, xin chào toàn thể anh em.